Làm đúng rồi, bị gãy hết trơn rồi nha. Cái đầu mũi mình nó bền, cái này thì phải làm mũi cấu trúc. Với lại cái gương mặt mình là gương mặt nó tròn thì nên làm mũi tự nhiên thôi. Những gương mặt mình già thì làm mũi cao tay được, còn mình làm tự nhiên thôi. Ừ, mà không phải là dài lắm, nó vừa vừa là thôi. Nó có một cái độ bay bay thì là cái gương mặt mình nó thích hợp nhất. Thì mình làm mũi cấu trúc nha. Cấu trúc đó là cái đầu mũi mình sẽ làm bằng cái sụn tự thân của mình, còn cái đầu ở trên đây là bằng silicon nha, là giá 40. Còn nếu mà cái đầu ở trên đây bằng cái đoạn sugi foam ấy, thì nó là dính chặt vô trong xương mình luôn và sau này nó ít có bị bóng đỏ, thì nó phải kinh phí thêm 15 triệu nữa là 55 triệu thì nó có hai dạng cấu trúc. Còn của mình đặt mũi đặt sống không thì cái đầu mũi mình nó mềm quá thì nó sẽ bị cụp lại, thời gian nó bị cụp xuống lại. Có lộ sống mà nếu như mà Đặt cao mới lâu sống, còn tỷ lệ đặt thấp thì nó tỷ lệ nó ít thôi. Còn cái da của mình nó bào mỏng theo thời gian thì bác nó cũng không biết được như thế nào, mà nhưng mà bác biết chắc được điều là đặt càng cao thì tỷ lệ lộ sống càng cao, đặt càng thấp thì nó ít hơn nha. Thôi cái mũi này làm lại là đúng rồi nha. Rồi sắp xếp thời gian đi nha, sắp xếp thời gian làm lại đi nha, cho nó mũi tự nhiên thôi, nó hợp với khuôn mặt tròn của mình không có hợp với lại mũi cao tay đâu. Yeah, đó.